Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu. Để. Trung. Tính. Lễ. Nghĩa. Liêm. Sĩ. Hiếu tự đắc xâm. Bộ phim này dựa trên Đức Dục Khoa Bổn cải biên. Nguyễn Hiếu Tử, tự Sĩ Tông, ẩn sĩ thời Nam Triều. Từ nhỏ hiếu thuận, tính cách trầm tĩnh, ưa thích đọc sách. Năm 13 tuổi đã thông thạo ngũ kinh. Lão già, con chúng ta đã được 100 ngày rồi, nên đặt tên cho con được rồi đó. À, vậy gọi con là Hiếu Tử đi. Hiếu Tử, cái tên này thật hay. Con ngoan à, con có tên rồi đó. Con phải nhanh chóng trưởng thành nha. Lão gia, phu nhân, bá phụ bá mẫu của thiếu gia tới chúc mừng ạ. Ồ, mau mời vào đi. Dân. Đôi mắt của đứa trẻ này to mà có thần, tương lai nhất định là nhân tài, có thể đào tạo được đó. Ê dạ, ông xem, chân tay vụng về, bế đứa trẻ cũng không biết bế vậy. Nào, qua bá mẫu bế nào, bé ngoan. Đại ca, sao huynh lại không vui vậy? Có phải là do phu thê đệ đã tiếp đón không được chu đáo? Đệ nghĩ nhiều rồi, huynh chỉ là... Vậy là tại sao? Nhìn phu thê đệ đã có hai đứa con trai rồi, thật khiến huynh ngưỡng mộ. Huynh và đại tổ của đệ đã gần bước vào 40 rồi, nhưng mà lại không có đứa con nào bên gối để chăm sóc. Mỗi khi nghĩ tới thì trong lòng... Hay là thế này, để đem tự nhiên làm con thừa tự của huynh. Huynh thấy thế nào? Thật sao? Để thật là nở sao? Thật sự làm được mà. Chuyện này tạm thời lui lại vài năm đi. Nếu trong vài năm nữa mà huynh và đại tổ của đệ vẫn chưa có con, khi đó nhận con thừa tự cũng không muộn. Cũng được, vậy cứ quyết định vậy đi. Tiểu Hiếu Tử dần dần trưởng thành dưới sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ. 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 Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ. Cha. Cha. Năm Tiểu Hiếu Tử 7 tuổi thì trở thành con nuôi của bá phụ mình. Mẹ, cảm ơn mẹ mỗi ngày đều kể chuyện cho con nghe. Đứa trẻ ngốc này, cảm ơn gì chứ? Mẹ muốn kể chuyện cho con nghe mà. Con thích nghe nhất là những chuyện về thơ ấu của các vị thánh hiền. Đúng đó con, làm người phải sống như các vị cổ thánh tiên hiền, tôn trọng sư trưởng, thân cận huynh đệ, như vậy mới là con ngoan của mẹ. Dân, con biết rồi thưa mẹ. Con nhất định sẽ hiếu kính cha và mẹ. Mẹ yên tâm đi. Mẹ biết là tự nhiên rất ngoan. À, cha con trở về rồi. Cha ơi, cha. Ê, con trai ngoan của cha. Ông xem đó, lấy chiều chuộng con rồi. Lưng vẫn còn chưa khỏi, sao lại bế con lên vậy? Không sao, sau này tự nhiên trưởng thành rồi, muốn bế cũng bế không nổi, có đúng không tự nhiên? Dân, thưa cha, để con trưởng thành thì cha đã già, đi không nổi nữa. Tới lúc đó mỗi ngày con đều cõng cha đi tắm nắng. Con trai ngoan của cha, cha không uổng công thương con. Ây da, ây. Cha, cha làm sao vậy? Ông nói à, ông sao vậy? Cha ngồi đi, để con xoa bóp lưng cho cha. Hey, đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Đúng vậy, đứa trẻ này vừa dạy là biết rồi. Rất thông minh cũng rất hiếu thuận. Cha, không phải cha nói từ hôm nay trở đi sẽ dạy con học ngũ kinh sao? Con còn nhỏ như vậy, đừng để con mệt quá.
Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không mệt đâu, con thích học tập. Được, bây giờ chúng ta đi vào thư phòng thôi. Hey, nhìn hai cha con ông kìa. Bá phụ và bá mẫu của Nguyễn Hiếu Tự đối xử với Hiếu Tự như con ruột của mình, vô cùng chăm sóc. Mà Hiếu Tự cũng rất hiểu chuyện, không những chăm chỉ học tập mà còn thích giúp đỡ người khác, càng vô cùng hiếu thuận, rất được cha mẹ nuôi yêu thích và hàng xóm xưng tán. Đại phu à, huynh ấy thế nào rồi? Có chuyện gì không ạ? Cái này hai cô và thiếu gia lúc này phải ở bên cạnh lão gia nhiều hơn, để ông ấy vui vẻ một chút. E là thời gian không còn nhiều, mọi người sớm chuẩn bị tâm lý đi. Tiễn đại phu. Dân thưa cô, người bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Mọi người đừng ở lại hết trong phòng, như vậy thì bệnh nhân nghỉ ngơi không tốt. Chúng ta đều ra ngoài đi. Tự Nhi. Cha. Con trai. Cha, con đây. Con ở đây mà. Con trai. Cha, e là cha không còn sống được mấy ngày. Cái nhà này phải dựa hết vào con rồi đó. Cha ơi, không đâu, cha nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà. Con trai vẫn chưa hiếu kính cha thật tốt nữa. Cơ thể của cha thế nào cha biết rõ. Mọi người đừng giấu cha nữa. Cha, đại phu nói cha uống thuốc rồi nghỉ dưỡng là sẽ khỏi thôi. Con trai à, nghe lời này của cha. Nếu như cha đi rồi, con nhất định phải gánh vác cái nhà này. Cha nhất định sẽ không sao đâu. Cha còn chưa nhìn thấy con thành nhân, cha vẫn còn chưa được bế cháu nữa. Cháu à, cháu chắc bế không được rồi con. Hiếu Tự, nếu như cha đi rồi, nhớ kỹ phải thu xếp tài sản trong nhà cho thỏa đáng. Cha không có gì để lại cho con, chỉ có chút tiền này thôi. Nhớ kỹ lời của cha, nhất định phải làm người có ích, giúp đỡ mọi người, nhất định không được hà tiện. Cha, con không cần tiền của cha, con chỉ cần cha khỏe mạnh thôi. Nếu như cha thật sự không còn nữa, con có nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Đến cả sự khỏe mạnh của cha còn không giữ được gì thì tiền có tác dụng gì chứ. Cha, không biết đại ca nói chuyện gì với thằng nhóc nữa. Liệu có phải là chuyện chia tài sản không? Nó cho rằng nó giả bộ hiếu thuận thì muốn lấy hết toàn bộ tài sản sao? Đừng hòng. Tỷ à, nếu như đại ca thật sự đem toàn bộ gia sản để lại cho nó thì sao? Toàn bộ cho nó à? Đó là gia sản hàng trăm hàng vạn đó, nó tiêu quá sao nổi chứ. Đại ca chỉ có một mình đứa con trai này, dù sao cũng không phải là con ruột mà. Cha, uống thuốc nha cha. Nào, uống chậm thôi cha. Con à. Cha, con ở đây, cha cần gì vậy? Con, đừng lâu nữa, thời gian của cha tới rồi. Cha đừng nói như vậy. Con à, cha nhìn thấy mẹ con đang gọi cha kìa. Cha, sao cha nỡ bỏ lại con như vậy cha? Đóng kịch mà đóng đến mức độ này thì cũng thật là vất vả cho nó đó. Cái gì? Tỷ không tin là nó hiếu thuận như vậy. Nhìn xem, hàng xóm láng giềng khen nó lên tận trời như vậy. Theo tỷ thấy nó nhất định là dòm ngó tài sản của đại ca đúng không? Ê, để xem. Bình thường không thấy hai tỷ muội nhà đó tới, bây giờ 8 phần là vì tài sản mà tới đó. Ê, người chết cũng không được yên rồi. Ê, cũng may là đứa trẻ Hiếu Tự này hiếu thuận. Hai người lúc sinh thời cũng coi như là vui vẻ sống qua ngày. Đúng vậy.
Đứa trẻ hiếu thuận như vậy thật hiếm có. Biết rõ không phải là cha mẹ ruột của mình, nhưng là có thể ngày đêm hầu hạ, thật là không dễ dàng. Lại còn phải chịu đựng những lời đồn đãi lung tung, thật là tạo nghiệp. Nhìn xem, những người này đều bị nó làm mê mờ đến mức nào rồi. Cái này, đại ca sao không nhắn lại lời nào vậy? Như các vị hương thân phụ lão đều ở đây, con có một việc muốn nói rõ. Cha lúc còn sống để lại 100 vạn tài sản, tiếc là cha mẹ bây giờ đều đã qua đời. Những tài sản này đối với con không có chút ý nghĩa gì, cũng không thể nào đổi được tính mạng của cha mẹ con. Bây giờ con chỉ có một thân một mình, nhiều tiền tài như vậy cũng không có chút ít gì. Nếu như hai cô không phản đối thì con sẽ đem hết sách trong thư phòng mang đi. Còn chỗ tài sản kia thì hai cô đều là người thân nhất của cha, số tiền đó đúng lý là phải thuộc về hai cô. Sau khi xử lý xong tang sự của cha nuôi mình, Nguyễn Hiếu Tự đem tài sản chia đều cho hai người cô, sau đó một mình quay trở về bên mẹ ruột của mình. Sau đó Nguyễn Hiếu Tự tới Trung Sơn nghe dạy học. Tam đệ, mẹ bệnh thế này rồi, quý nhân là nên đi Trung Sơn để tìm chị ca của đệ về, để ở nhà chăm sóc mẹ nha. Dân, đừng đi tìm đệ con, đệ ấy trải qua nhiều lận đận như vậy, bây giờ con cứ để đệ ấy ở đó yên tâm học tập đi. Cái thân già này của mẹ vẫn còn gắng gượng được mà. Mẹ, nghe lời của mẹ, đứa trẻ hiếu tự này tâm tính rất nhạy cảm. Mẹ nếu như thật sự không ổn thì nó nhất định sẽ tự mình quay về. Con trai à, mẹ đang yên đang lành sao tim mình lại đau như vậy? Trừ phi là mẹ có chuyện rồi. Tam đệ, nhị ca, Quynh sao lại trở về vậy? Ai nói cho Quynh biết mẹ bị bệnh vậy? Mẹ thật sự bị bệnh sao? Mẹ ơi, con thật bất hiếu. Mẹ chịu khổ như vậy mà con lại không ở bên cạnh mẹ. Con à, mẹ biết là con sẽ trở về mà. Đại phu, bệnh tình của mẹ con sao rồi? Ba vị thiếu gia, bệnh của lão phu nhân không phải là không chữa được, chỉ cần lấy được thuốc dẫn là có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng mà trong đó có một vị nhân sâm chỉ ở núi Trung Sơn mới có, vô cùng khó tìm. Hơn nữa bây giờ cũng không phải mùa. Nhân sâm, nếu như không có vị thuốc dẫn này thì sao? Vị bệnh của lão phu nhân không thể trị tận gốc được, chẳng qua là thuyên giảm tạm thời thôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể tái phát. Vậy thì phải làm sao? Tìm được cũng không dễ. Đệ sẽ đi Trung Sơn tìm. Không, nhị đệ, nhân sâm mọc ở những nơi quan giả trong núi, nơi đó có rất nhiều giả thú xuất hiện. Quynh không thể để đệ mạo hiểm được. Để Quynh đi cho. Không được đâu đại ca, Quynh là con trưởng trong nhà, mọi việc trong nhà cần Quynh thu xếp lo liệu, không thể có bất kỳ sơ sót. Cái nhà này phải nhờ Quynh gánh vác. Đúng vậy, nơi đó quá nguy hiểm. Nếu như phải đi, cũng là đệ nên đi. Đệ ở nhà cũng không giúp được gì. Không, tam đệ, đệ còn nhỏ. Quynh là Quynh, làm sao mà để cho đệ đi được? Quynh ở Trung Sơn nghe giảng, dù thế nào đi nữa cũng thông thuộc địa hình hơn mọi người. Tụi con có tấm lòng hiếu thảo như vậy thì mẹ đã rất vui rồi. Đừng vì mẹ mà mạo hiểm. Nếu tụi con có chuyện, cho dù là bệnh của mẹ khỏi thì cũng không yên tâm được. Không thưa mẹ, làm con cái đến chút chuyện này cũng không thể lo cho mẹ, vì trong lòng tụi con rất hổ thẹn. Mẹ đã chịu bao nhiêu vất vả để sanh đẻ nuôi dưỡng tụi con. Tụi con làm sao mà dương mắt nhìn mẹ chịu khổ mà không làm gì hết được? Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về mà. Lão phu nhân, người có con trai như vậy, ông trời cũng sẽ bị tấm lòng của các thiếu gia khiến cho cảm động đó. Nhất định có thể tìm được nhân sâm, người yên tâm đi. Mẹ yên tâm đi, tụi con nhất định trị khỏi bệnh cho mẹ.
Cứ như vậy, Nguyễn Hiếu Tử từ biệt mẫu thân, dặn dò huynh đệ chăm sóc mẫu thân cho tốt, rồi một mình lên đường đi tới Trung Sơn. Một đường đi tới, chướng khí giả thú đều không thể ngăn cản được quyết tâm tìm nhân sâm cho mẫu thân của Hiếu Tử. Ấy, nhân sâm mà con nói, khi bá bá còn nhỏ, có nghe các cụ nói có người từng hái được. Hơn nữa đường đi tới đó rất nguy hiểm. Có điều loại thuốc này có linh tính, con hiếu thuận như vậy không chừng sẽ tìm được đó. Cảm ơn đại bá đã chỉ điểm. Chàng trai à, con đi nhầm đường rồi. Phải là hướng này mới đúng. Cảm ơn đại bá. Không được, huynh không thể bỏ cuộc. Nhân sâm, thực sự là nhân sâm rồi. Bệnh của mẹ có thể trị được rồi. Mẫu thân của Nguyễn Hiếu Tự sau khi uống thuốc cái nhân sâm làm thuốc dẫn, quả nhiên đã khỏi hẳn. Mọi người đều nói là hiếu tâm của Hiếu Tự đã làm cảm động ông trời. Rất nhanh, hiếu tâm của Nguyễn Hiếu Tự đã truyền đi khắp nơi, đồng thời càng truyền đi càng thần kỳ. Tôi thấy đó không phải là nai, mà là thần tiên trên trời biến thành đó. Không đúng, đó là hiếu tâm của cậu ấy đã chiêu cảm nai tới, dẫn cậu ấy đi tìm nhân sâm. Nghe nói mấy loại quả và cỏ dại mà cậu ấy mang về cũng là những vị thuốc bắc rất quý. Đúng vậy, nghe nói Thiếm Trương ở tiền viện uống cỏ thuốc mà cậu ấy đưa, bệnh ho mấy chục năm cũng chữa khỏi rồi. Tâm chí hiếu của Nguyễn Hiếu Tự đúng với câu trong Hiếu Kinh nói tới, đối với cha mẹ huynh đệ hiếu kính đến cùng cực thì có thể thông đạt với thần minh, ánh sáng chiếu khắp thiên hạ,
nơi nào cũng có thể cảm ứng tương thông. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử uy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.